cửa hàng Nhật Động Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên em sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cắt cỏ nha, hạng tầm trung dành cho anh em nha, sử dụng cắt cỏ trong gia đình vườn nhà nha mọi người. Thì em này đến từ thương hiệu Maruyama nhé. Đây, Maruyama KC26NX nha mọi người. Em này thì đường kính bê tông nòng là 34 ly và 26cc nha. Dành cho anh em sử dụng cắt cỏ gia đình vườn nhà nha mọi người. Đó. Đánh dao, đánh cước là vừa tầm. Đấy. Thì đặc điểm của em này thì được sử dụng chế xăng, gọi là chế xăng 3 tầng nha mọi người. Đó. Hàng dường như là chế này là tốt nhất hiện tại thời điểm bây giờ nha mọi người. Đó là thứ nhất là đồ thay thế thông dụng, thứ hai là xài tiết kiệm nguyên liệu rất là tốt, ổn định, dễ xài, dễ sử dụng nha mọi người. Chế gom rồ nhá. Này. Anh em phải thấy chữ gom rồ ha. Chế rin theo máy. Chỗ này em vệ sinh còn chưa kỹ này, nó còn một ít bụi mặc bẩm mặc cưa này. Đó. Đó, còn rất là đẹp nha mọi người. Bên phía hộp giật thì cáp tem mạc vẫn còn nguyên này. Maruyama. Đó, tem thương hiệu Lema này. Đường kính nòng bên trong anh em thấy không? Cũng còn khá là mới nhá. Đó, các ốc át là chưa có động chạm. Đấy, đẹp long lanh. Thì em này có cái bên trên này có một vết trầy này, nói chung là trầy này chả ảnh hưởng gì cả. Cái này giống như nó bị sa cạ vạng vào đâu ha mọi người. Đấy, nó bị trầy đi một xíu ở đây nhá. Đó, là cái đỉnh cao nhất ha. Thì cái chỗ này nó chả ảnh hưởng liên quan gì tới máy mọi người. Đấy, có điều nhìn nó ngoại hình anh em có thể thấy vết trầy ha. Đó. Thì anh em xem kỹ video, nếu ưng thì đặt hàng nha mọi người. Đó, bên phía má trục bô đây anh em. Đó. Đường bô bên trong này còn rất là sáng này. Đó, còn rất là sáng nhé. Mới ke xẻ beng luôn ha. Đây. Lốc mặt tiền trước đây. Các tem vẫn còn nguyên. Maruyama thì nói chung là hàng này là hàng đời mới nha mọi người. Anh em xài là khỏi suy nghĩ nha. Ổn định, nhạy nổ, dễ xài, dễ sử dụng nhé. Đó, các con ốc còn rất là đẹp. Vỏ vàn áo trên này. Và đây là cái công tắc này. Đó là một lúc vỏ đỏ có chữ đằng trước nha mọi người. Đây, bên hông đằng trước này. Thì đời này nắp xăng kín nha mọi người. Đó, nắp xăng kín, thiết kế cho mình một cái quả băng phong lấy khí trời đây này. Đó, nghĩa là nó sẽ lấy khí vào, nó không có được nhả khí ra mọi người. Đấy, mã số seri của máy đây. C577205 nha mọi người. Đó. Mắc in Japan nhá. Đây này, lốc nó dập chữ Mắc in Japan đây luôn nha mọi người, đằng sau này. Đó, có thể anh em thấy hơi mờ xíu nhờ khi anh em mua hàng mà mình nhận máy mà có quyền kiểm tra ha. Thì số seri đây. Và thứ hai là sau bên cạnh seri là sẽ có cái mã dập tại lốc là Mắc in Japan nhé. Và đây là cái đệm hông này, nó và dây đeo đeo ở đây nhé. Tay ga đặc điểm của em này là được sử dụng tay ga bóp này, nó rất là nhẹ nhàng. Đấy, và dường như anh em rất là nhiều anh em thích cái dòng tay ga như thế này, nhưng em để lên trên như thế này là bóp là không có tác dụng luôn nha. Đó là nó không có lên ga, nhưng nếu đẩy xuống như thế này hết cỡ thì nó sẽ bóp hết được hết ga nha mọi người. Nó rất là nhẹ nhàng ha. Tay ga này nó chung xài rất là bền nhá. Xài ngon, nhẹ nhàng, không đau tay, không mỏi tay. Xài sướng luôn nha mọi người. Đó, các tem trên cần vẫn còn nguyên. Maruyama, 26cc. Đây. Vẫn còn nguyên nha mọi người. Cản cỏ con. Và cái này là cái con dao rất sẵn để treo máy nha mọi người. Khi anh em mua sẽ được tặng kèm dao khác nha mọi người. Sẽ được tặng kèm dao hình chữ nhật và bát cước và típ ở buji. Và dây đeo nha mọi người. Còn con dao này là em sẽ thu hồi lại nhé. Dao này không xài được nha. Nhưng mà nó em chỉ để treo máy thôi nha mọi người. Đó. Đây. Rất là kín đáo nha. Chúng cỏ đi vào đầu bò nha mọi người. Đó. Rất là nhẹ nhàng. Rồi giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhé. Giá của em này là 1.900.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha mọi người. Rất là nhẹ nhàng, rất là êm. Rất là êm ấm nha mọi người.
cái nút màu hồng này là công tắc nha mọi người. Đấy, khi giật này rất nhẹ nhàng, nhẹ nổ nha mọi người. Đây là cái chốt ga này, nhớ chốt ga mình đẩy lên này là mình không bóp được ga nha. Đó. Mình đẩy xuống bước cuối cùng như này bóp ga mình. Nhẹ nhàng nha mọi người. Rồi ok. Em máy cắt cỏ Maru Yamaha mã số là KN26, 26cc và nòng 34. Anh em nào có nhu cầu sử dụng máy này thì liên hệ trực tiếp qua số thoại 0988628901 để hàng nha mọi người. Giá của em này là 1.900.000 đồng nhé. Anh em nào mà muốn xem chi tiết hơn hình ảnh thì mình nhắn tin qua Zalo, bên em sẽ gửi hình ảnh video chi tiết cho mọi người xem ha. Anh em xem video nhớ bấm like video, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để ủng hộ cửa hàng bên em nha mọi người.